là trận thi đấu giải cựu đô giữa hai đô Nguyễn Văn Thỉnh của Yên Phong Bắc Ninh là người thân sinh ra đô Nguyễn Văn Trúc. Hiện tại đô Nguyễn Văn Trúc là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển vật cổ điển quân đội nhân dân Việt Nam, và vào theo đô Nguyễn Văn Thỉnh của Yên Phong Bắc Ninh là đô Nguyễn Đại Phong của vô cúng của Bắc Ninh. Năm nay hai kiểu đô đã bước sang tuổi 70. Vâng, hai đô đã nhiều năm chinh chiến thi đấu ở rất nhiều các giải đồng kỵ, linh hiệp, đình bảng, và hai đô đã nhiều năm cống hiến và thi đấu. Đến hai đô đến bây giờ đã tuổi thất thập, thấy hội vật nàng linh hiệp tổ chức, hai đô đã tỏ với thái độ là rất là mến mộ tinh thần thượng võ của hai đô. Năm nay hai đô về cống hiến và thi đấu biểu diễn cho các quý vị khán giả và các quý khách thập phương nhiều đòn đánh và tư thế của từ thời xưa tới nay. Hai đô đã nhiều năm chinh chiến, được rất là nhiều giải thưởng. Vậy trong giải nèo số 8, mời hai đô ở tuổi thất thập vào thi đấu trận thi đấu của hai cựu lão đô. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin mời các quý vị đại biểu, các quý vị khán giả chuẩn bị chiêm ngưỡng và theo dõi hai quý đô ở tuổi thập liên, tức là tuổi 70 trở ra rồi. Chuẩn bị hai đô ở tuổi 70 trở ra, chuẩn bị và khởi động thật kỹ, bởi vì các ông cũng quá nhiều tuổi rồi, sai một chút là có thể xảy ra chấn thương rất là nặng nề. Vậy ban tổ chức chúng tôi nhắc nhở hai đô, dù rằng tinh thần thượng võ rất là cao nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe cho mình. Mời hai đô lèo số 8 vào thi đấu. Đô Dương Minh Thế của đồng kỵ đã giữ, và đô Nguyễn Văn Toán của thể thao Từ Sơn tiếp theo. Xin mời tổ trọng tài chống Nguyễn Thạch Công Minh, trọng tài biên Đoàn Đình Thanh và Phạm Quỳnh Tung, trọng tài quốc gia. Xin mời hai đô lèo số 8, đô Dương Minh Thế đồng kỵ đã giữ, và đô Nguyễn Văn Toán của thể thao Từ Sơn tiếp theo. Sau lèo số 8 là keo giải vật ở tuổi 70 tuổi trở ra, đô Nguyễn Văn Thỉnh là người thân sinh ra đô Nguyễn Văn Trúc, huấn luyện viên trưởng đội tuyển vật cổ điển quân đội nhân dân Việt Nam, hôm nay cũng về tham dự và muốn vào thi đấu biểu diễn và thi đấu giới thiệu các đòn đánh kỹ chiến thuật. Xin mời hạ đô Dương Minh Thế đồng kỵ đâu. Đây đã có đô Nguyễn Văn Toán của thể dục thể thao xin theo rồi. Nếu ban tổ chức chúng tôi nhắc 3 lần đô Dương Minh Thế của đồng kỵ không vào thì chúng tôi sẽ xem xét và đứng sau. Xin trân trọng giới thiệu keo lèo số 8, đô Dương Minh Thế đồng kỵ mang trang phục. Đô Dương Minh Thế đâu? À, xin lỗi, đây có phải đô Dương Minh Thế không? Mang trang phục có đỏ đã giữ, và đô Nguyễn
của trường thể thao Từ Sơn xin theo. Mời Hai Đô vào nghe trọng tài chống xét đài. Hai Đô nghe trọng tài chống xét đài. Hai Đô đã nhiều năm thi đấu chinh chiến rất nhiều nơi
và hôm nay thấy hội làng Linh Hiệp về đã muốn vào thi đấu một trận để góp vui với nhân dân và câu lạc bộ vật xã Linh Hiệp. Thay mặt câu lạc bộ vật xã Linh Hiệp xin trân trọng cảm ơn Hai Đô. Hai Đô hãng tạm nghỉ để cho có sức hơn và thi đấu tốt hơn. Vâng, Tô Thỉnh rất là khỏe rồi, đã rất muốn thi đấu rồi. Khán giả cho một tràng vỗ tay trước khi Hai Đô thi đấu. Trọng tài chuẩn bị, các đội chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Đúng thật là tư thế. Vâng, quý vị và các khán giả đang theo dõi tư thế của Đô Khố Đỏ. Vâng, đúng thật là hổ phục quân bồi rồi. Vâng, hai tay Đô Khố Đỏ nó giơ về đằng trước và đợi Đô Khố Xanh vào, tức là thế tư thế đó là tư thế hổ phục quân bồi. Vâng, chuyển tư thế phòng thủ thành tư thế tấn công. Vâng, Đô Thỉnh đã rút chân ra khỏi rồi. Vâng, Đô Nguyễn Văn Thỉnh đã nhiều năm chinh chiến. Vâng, Đô Nguyễn Văn Thỉnh đã dắt tay và định sang sau Đô Khố Đỏ nhưng không được. Vâng, Đô Khố Đỏ đang tư thế phòng ngự và đã sang sau Đô Khố Xanh rồi. Vâng, hai đội thi đấu rất là tích cực. Đây là thi đấu, đây là đòn dắt sang sau. Vâng, Đô Khố Đỏ không biết có nhấc được nổi Đô Khố Xanh hay không. Khán giả cho một tràng vỗ tay của Hai Đô. Vâng, xin chân trọng cảm ơn. Vâng, ra ngoài rồi. Vâng, đây mới là tinh thần thể thao thượng võ. Vâng, tôi thấy Đô Thỉnh đã thở rồi, nhưng mà thể thao thượng võ là thế. Tiếp tục. Vâng, đây mới là tinh thần thể thao thượng võ. Tất cả các đô trẻ phải leo gương cho tất cả các ông đô già lớn tuổi và già rồi. Thi đấu rất là tinh thần thể thao thượng võ. Dù rằng có mệt như thế nào thì tinh thần thi đấu rất là cao. Vâng, ra ngoài rồi. Trận đấu tiếp tục. Vâng, đây là tư thế Phượng Hoàng xuống núi. Vâng, Đô Khố Xanh đang đứng ở tư thế Phượng Hoàng xuống núi. Vâng, áp đảo đây, không biết Đô Khố Đỏ có làm được từ gì. Đại luôn xuống đất đường rồi. Vâng, Đô Khố Xanh đại sáng sau. Vâng, các giả cho một trang vô đây. Vâng, đây mới là tinh thần thể thao được có đại sáng lại thoát rồi. Đô Khố Đỏ đúng thật là người chính là kẻ một cân. Vâng, đây Phượng Hoàng xuống núi đây, hổ phục bồ mồi đang tiến công. Bồ mồi rồi. Vâng, không biết Đô Khố Đỏ làm gì được hay không. Các lão đô đã giới thiệu các đòn đánh từ xưa nay. Vâng, thôi. Vâng, cũng thật là đây là đòn tháo, đây là đòn tháo, lực cũng đốc đã hơi mệt rồi. Tôi thấy Đô Thỉnh cũng hơi mệt rồi, nhưng mà tinh thần thượng võ rất là mạnh. Hai đô tiếp tục. Chuẩn bị sẵn sàng sau rồi. Vâng, vâng. Trong thi đấu vật thì bao giờ cũng có thắng có thua. Vâng, kèo vừa rồi rất là đặc biệt. Đô Thỉnh cũng hơn tuổi Đô Phong, nhưng vì tinh thần thi đấu và buổi trưa hôm nay Đô Thỉnh cũng có ngồi vui với câu lạc bộ có một chút vào, nên là tôi thấy Đô Thỉnh cũng đã thấm mệt rồi. Đòn là đòn của Đô Thỉnh, nhưng lật lại là lật lại của đòn của Đô Phong. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả các vật vừa qua. Đòn là vào bốc phanh của Đô Nguyễn Văn Thỉnh của Yên Phong. Sau đó câu lạc bộ vật xã Linh Hiệp lên mời Hai Đô vào giữa sới. Và có một khán giả Đỗ Thành Vinh thấy Hai Đô tuổi cao sức càng cao, và Hai Đô đã thi đấu với lòng rất là nhiệt huyết và sẽ tài đẹp. Đỗ Vinh cũng anh Vinh cũng đã có phần thưởng cho Hai cựu lão đô.